Chị Loan ơi, Loan ơi, bây giờ là 3 giờ 35 sáng ở bên Việt Nam. Thì em biết là anh Bốn cũng đang xem, chị cũng biết là anh Bốn đang xem cái tang lễ này. Và Thủy nhận được một cái message như thế này. Chị Hai ơi, chị đọc dùm em vài lời tiễn biệt anh Tài được không? Bài thơ của em làm cho anh Tài. Xin kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 12 mà cũng là ngày sinh nhật của nghệ sĩ Hoài Linh. Và anh có làm bài thơ này để tiễn biệt anh, người anh thân thương của anh là nghệ sĩ Chí Tài. Anh nhờ Thủy đọc dùm thì đây là bài thơ mà nghệ sĩ Hoài Linh viết tặng riêng cho người anh thân thương của anh, đó là nghệ sĩ Chí Tài. Bước chân phiêu dạt đã mỏi rồi, anh ơi nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Đời trả anh về với nước Chúa, chỉ giữ nụ cười anh trên môi. 20 mấy năm nghĩa đệ huynh, em xin giữ lại những bóng hình, giữ lại cho mình miền ký ức, giữ lại trong tim những chân tình. Từ nay chẳng nghe tiếng thị phi, gạt bỏ ưu phiền những sân si, chẳng còn nhìn cảnh đời đen bạc, chẳng phải nghe tiếng bất tiếng chì. Kiếp người anh trọn chốn hồng trần, kiếp tầm anh trọn với ân nhân. Thanh thản mỉm cười an nhiên nhé, ngủ giấc thật sâu, giấc thiên thần.